Người dự đoán thành công sự sụp đổ của Liên Xô đã tiên đoán việc một cường quốc lớn sẽ tiếp tục sụp đổ vào năm 2025. Nước Mỹ sẽ sụp đổ vào năm 2025. Đây là lời tiên tri của người sáng lập chính viện nghiên cứu hòa bình Oslo vào năm 2000. Ông cũng là người từng thành công dự đoán sự sụp đổ của Liên Xô. Người này chính là Johann Vincent Gatton. Ông Gatton không phải là chính trị gia, nhưng lại được xem là một trong số những nhà tiên tri chính trị chính xác nhất. Gatton từng đưa ra 3 dự đoán lớn, và hiện 2 trong số đó đã trở thành hiện thực. Liệu dự đoán về sự sụp đổ của Mỹ của ông sẽ trở thành sự thật hay không? Gatton đã dựa trên cơ sở nào để đưa ra những dự đoán này? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn các bạn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Nhà tiên tri Johann Vincent Gatton. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, để kiềm chế chủ nghĩa phát xít quân phiệt và trừng phạt các quốc gia thua trận, các nước đồng minh đã chia Đức thành hai miền và xây dựng bức tường Berlin giữa hai miền. Bức tường Berlin mang ý nghĩa rất thực tế, là một trong những biểu tượng của bố cục thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên, có người đã nói rằng bức tường Berlin sẽ sụp đổ trong vòng 10 năm. Người đưa ra dự đoán này là cha đẻ của tạp chí nghiên cứu hòa bình, giáo sư Johann Gatton. Ông sinh ra tại thủ đô Oslo của Na Uy vào năm 1930. Do chịu ảnh hưởng sâu sắc của chiến tranh thế giới thứ hai, ông bắt đầu nghiên cứu về hòa bình khi còn học đại học, với hy vọng tìm ra một con đường hòa bình vĩnh viễn để thoát khỏi chiến tranh. Năm 1959, ông đã thành lập Viện Nghiên cứu Hòa bình đầu tiên trên thế giới và xuất bản tạp chí Nghiên cứu Hòa bình vào năm 1964, đánh dấu việc hòa bình trở thành một môn khoa học độc lập được nghiên cứu rộng rãi. Trong hàng chục năm tiếp theo, Gatton đã mở nhiều trung tâm hòa giải hòa bình khắp thế giới và nỗ lực giải quyết các xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình. Ông không những viết và hô to những khẩu hiệu mà còn tiên phong tham gia hòa giải hàng trăm cuộc xung đột quốc tế, được cộng đồng quốc tế công nhận. Chính vì những đóng góp to lớn cho hòa bình, Gatton đã được nhiều trường đại học trao học vị tiến sĩ danh dự và được đề cử giải Nobel Hòa bình. Nhưng đáng tiếc là ông lại không thể nhận được giải thưởng danh giá này. Điều đáng nói là dưới ánh hào quang của một chuyên gia hòa bình, Gatton còn được mọi người gọi là nhà tiên tri. Do nghiên cứu về học thuyết hòa bình, Gatton đã có tầm nhìn tiến bộ trong các lĩnh vực quốc tế, chính trị, chiến tranh và xung đột. Ông đã dự đoán vào năm 1980 rằng bức tường Berlin sẽ sụp đổ chỉ trong vòng 10 năm. Lời dự báo này của Gatton đã gây ra nhiều phản ứng lớn vào thời điểm đó, mặc dù không nhiều người tin vào điều đó. Bởi vì bức tường Berlin là biểu tượng của sự trật tự sau chiến tranh thế giới thứ hai, là dấu mốc của chiến thắng trong chiến tranh và còn là ranh giới đối đầu giữa Liên Xô và các nước Mỹ, Anh, Pháp và các nước khác. Tuy nhiên, kết quả lại ngoài mong đợi của mọi người khi bức tường Berlin thực sự sụp đổ một cách choáng váng dưới sức ép lịch sử vào năm 1989, mở ra lỗ hổng trong cuộc chiến tranh lạnh Mỹ-Liên Xô. Điều này hoàn toàn ứng nghiệm với lời tiên tri của Gatton gần 10 năm trước đó. Tuy nhiên, điều thú vị còn không chỉ dừng lại ở đó, bởi cùng với việc dự đoán sự sụp đổ của bức tường Berlin, Gatton cũng đã khẳng định một cách rõ ràng rằng không lâu sau khi bức tường Berlin sụp đổ, thì Liên Xô cũng bắt đầu tan rã. Nói về sự tan rã của Liên Xô, tất cả mọi người đều cho rằng Gatton đang đưa ra lời tiên đoán điên rồ. Ngay cả đối thủ cạnh tranh là Mỹ cũng không tin rằng Liên Xô sẽ sụp đổ dễ dàng như vậy, bởi đây là một quốc gia hàng đầu không kém gì Mỹ. Về phía Liên Xô, họ gọi Gatton là tên hề, là tin tức giả do phương Tây cài đặt với mục đích gây ra sự sụp đổ của Liên Xô để đạt được những mục đích không thể nói. Tuy nhiên, lịch sử vẫn không thay đổi theo ý muốn của con người. Liên Xô đã thực sự tan rã không lâu sau khi bức tường Berlin sụp đổ như lời tuyên bố chắc chắn của Gatton. Cũng từ đó, ông bắt đầu được công nhận là một nhà tiên tri và được mọi người ngưỡng mộ. Đến năm 2000, Gatton lại đưa ra một tuyên bố khiến cả thế giới sửng sốt rằng Mỹ đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Dựa trên cơ sở nào mà Gatton lại đưa ra một lời tuyên bố chắc chắn như vậy? Nước Mỹ sụp đổ vào năm 2025. Thông qua nghiên cứu lịch sử và quan sát tình hình quốc tế trong nhiều năm, giáo sư Gatton đã dự đoán thành công sự sụp đổ của Liên Xô. Sau đó, ông dựa trên lý thuyết về sự sụp đổ của Liên Xô
và kết hợp với tình hình thực tế của Mỹ để đưa ra kết luận rằng Mỹ sẽ sụp đổ vào năm 2025. Dự báo này được đưa ra vào năm 2000 khiến mọi người cảm thấy khó tin vì vào thời điểm đó, Mỹ đang ở đỉnh cao quyền lực và không có đối thủ ngang hàng. Tuy nhiên, chỉ một năm sau vụ tấn công 11 tháng 9, mọi người bắt đầu hiểu rằng Mỹ không thể vĩnh viễn là một cường quốc bất khả chiến bại. Trong lúc tỏ ra mạnh mẽ, Mỹ đã vô tình tạo ra nhiều kẻ thù và một khi có sơ suất, thảm họa sẽ ập đến với cường quốc này. Mặc dù vụ khủng bố 11 tháng 9 không thể làm lung lay hoàn toàn nền tảng của Mỹ, nhưng đến năm 2013, khi nhà xã hội học Emmanuel Wallerstein xuất bản cuốn sách Chủ nghĩa tư bản có tương lai không, thì quan điểm trên nhận được sự quan tâm lớn trên thế giới. Nhiều người đã thay đổi quan điểm của mình sau khi đọc qua cuốn sách này. Trong sách, Wallerstein đã phân tích toàn diện về những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Mỹ từ 4 lĩnh vực: quân sự, kinh tế, chính trị và văn hóa. Ông cho rằng cốt lõi mạnh của Mỹ chính là quyền bá chủ quân sự, thông qua đó mà Mỹ đã mở rộng ảnh hưởng và can thiệp vào các nước khác. Đồng thời, Mỹ cũng sử dụng ưu thế kinh tế và văn hóa để giữ vững địa vị thống trị của mình trên thế giới. Thông qua sức mạnh chính trị, quốc gia này đã xây dựng nên một vòng bạn bè để bảo vệ lợi ích trọng tâm của mình. Không thể phủ nhận rằng phân tích của Wallerstein là rất chính xác, bởi ghi nhận thực tế cho thấy từ năm 1890 đến năm 2001, Mỹ đã phát động 133 cuộc chiến tranh, trong đó có hơn 60 lần can thiệp quân sự vào chính trị các quốc gia khác, 25 lần tấn công không kích nước ngoài, hơn 30 lần ám sát cùng nhiều lần can thiệp bằng vũ lực vào các cuộc bầu cử của các quốc gia khác. Thông qua những hành động quân sự liên tiếp này mà Mỹ đã khẳng định vị thế cường quốc của mình, đàn áp mọi quốc gia dám cạnh tranh với họ. Tuy nhiên, giáo sư Gatton lại cho rằng thế giới không có hệ thống hoàn hảo nào. Ngay cả những cường quốc lớn như Mỹ, Trung Quốc hay Nga, khi một hệ thống hiệu quả, nó có thể giúp các quốc gia đứng trên đỉnh cao của thế giới. Nhưng theo thời gian, bất kỳ hệ thống nào cũng sẽ có những lỗ hổng, bởi nó không thể ngăn chặn được sự suy thoái của bản chất con người. Khi hệ thống đạt tới một điểm tới hạn, thì đế chế theo đó cũng sụp đổ, tương tự như đế chế La Mã hay đế quốc Ba Tư vào thời cổ đại. Hệ thống của Mỹ sau hơn 200 năm suy thoái cũng đã đầy rẫy những vết nứt. Gatton cho rằng 2025 sẽ là bước ngoặt quan trọng dẫn tới sự sụp đổ của nước Mỹ. Vậy quốc gia nào sẽ dẫn đầu thế giới mới sau khi Mỹ sụp đổ? Chỉ còn một năm nữa đến thời điểm dự đoán, liệu dự đoán của Gatton sẽ trở thành hiện thực hay không? Chúa tể thế giới mới. Theo lời giáo sư Gatton, Mỹ tự hào về bốn bá quyền lớn mà họ sử dụng để làm công cụ thống trị thế giới lâu nay. Tuy nhiên, bốn bá quyền này đã gây ra bốn mâu thuẫn lớn. Ví dụ như, Mỹ sử dụng quyền bá chủ kinh tế để bóc lột các quốc gia trên thế giới. Hành động này đã bắt đầu gây ra phản ứng mạnh mẽ. Trên thế giới vẫn còn nhiều người không đủ ăn đủ mặc. Họ sẽ đứng lên chống lại sự bóc lột kinh tế của Mỹ. Về sự thống trị quân sự, chỉ tiêu quân sự của Mỹ ngày càng tăng, thậm chí đã trở thành gánh nặng nghiêm trọng cho đất nước. Đặc biệt là sự trỗi dậy của các quốc gia khác khiến Mỹ không còn cách nào kiểm soát và cân bằng thế giới. Quyền bá chủ quân sự của Mỹ đang dần sụp đổ. Xét về mặt thống trị văn hóa, là một quốc gia nhập cư nên vốn dĩ văn hóa Mỹ đã rất hỗn loạn. Trong thời kỳ thịnh vượng, sự hỗn loạn này có thể bị che đậy, nhưng một khi lâm vào khó khăn, những xung đột văn hóa sẽ trở thành sợi rơm cuối cùng khiến con lạc đà gục ngã. Những khác biệt về tín ngưỡng, chủng tộc, màu da có thể dẫn đến sự xung đột và hỗn loạn. Những phân tích đã được Gatton đưa ra vào năm 2013. Lúc đó những hiện tượng này chưa rõ ràng, nhưng trong khoảng 10 năm qua, những xung đột và mâu thuẫn này ngày càng trầm trọng. Rõ ràng lời tiên đoán của Gatton đã trở thành hiện thực. Vậy nếu nước Mỹ thực sự sụp đổ, quốc gia nào sẽ trở thành bá chủ mới của thế giới? Có người cho rằng đó có thể là Ấn Độ, nhưng Gatton thì không nghĩ như vậy. Mặc dù Ấn Độ luôn có giấc mơ này, nhưng họ có thể giành được quyền bá chủ. Bởi Gatton tin rằng, chừng nào quốc gia này chưa thể giải quyết được vấn đề đức tin phổ quát, họ không những không kiểm soát được thế giới, mà việc trở thành một quốc gia phát triển cũng là điều xa xỉ. Một vài ý kiến khác cho rằng, đó có thể là Trung Quốc. Nhưng giáo sư Gatton cho rằng, mặc dù Trung Quốc có sức mạnh tương đối, nhưng thực tế họ không có tham vọng thống trị thế giới. Đối với câu hỏi, ai sẽ là bá chủ thế giới mới? Giáo sư Gatton cho rằng, do sự phát triển toàn cầu hóa và tiến bộ về kinh tế khoa học kỹ thuật, thế giới tương lai sẽ chỉ có các liên minh khu vực mà không còn những quốc gia quá mạnh. Khi toàn cầu hóa xảy ra càng nhanh, có thể trong tương lai sẽ không còn khái niệm quốc gia.
bởi vì mọi người đều là công dân của trái đất. Lời tiên đoán của Gathung nghe có vẻ rất mơ hồ và trừu tượng, nhưng thực tế thì điều gì cũng có khả năng xảy ra. Trong thời đại bá quyền, mọi người chỉ chú trọng đến việc tranh giành và khai thác tài nguyên trên trái đất. Nhưng thực tế, thế giới của chúng ta không chỉ có một trái đất. Vũ trụ bao la ẩn chứa vô số tài nguyên vô tận. Khi con người tiếp tục thám hiểm vũ trụ, những vì sao và đại dương vũ trụ sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của chúng ta. Trong trường hợp này, loài người rất có thể sẽ đoàn kết cùng nhau phát triển nền văn minh của trái đất. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.